nó cười. Đừng có cười. Bà nội ai kiếm bà nội nè. Vô đây mới giúp. Vô đi. Ai biết hết ai đi vô nè, ai biết ai. Vô đi. Vô. Bạn bà nội gì nè. Ai bà là ai hả? Ai biết đâu. Ra kiếm bà ba nội ra nội coi coi. Kìa ai kìa. Kiếm ai? Bà kiếm ai? Bà bị gì nội? Bà vô ba vô chơi chút rồi kìa. Ở ra ngục dịch đi. Vô nó. Vô miếng nước đi. Mày kiếm bà ba cánh không? Phải hả? Phải. Lật đầu nữa. Phải. Phải. Trời ơi bà đừng gượng chó. Ờ bà gượng chó nào. Bà ngồi nghỉ đi. Kỳ á. Sao bệnh dữ vậy? Bà ở đâu tới hả? Thấy ngoại hỏi đâu la vô kiếm bà nội, vô thăm bà nội rồi con dẫn vô á. Ấy lột nón ra cho mát đi. Ba biết ai không? Có khùng không? Không khùng à. Lột có cái nước đen em. Vậy đó cũng tại nhỏ không sao. Nhiêu tuổi rồi chưa bà? Sinh năm nhiêu? 90 hả gì? 90 hả? Bà nội sinh năm nhiêu? À, với 8 mấy giờ, 8 năm rồi. Ủa, vậy nội lớn hơn 5 tuổi rồi. Ở 90 rồi, nên là 80 hả? Ừ. Ủa đúng rồi, bà nội 85, mà 90. Ừ, bà lớn sao? Đâu với 8 mấy phải không? Tủ thủ rồi, với tụi mấy. Lỡ bà uống nước đi. Ở đâu quá, bà đi thăm sao, bà lỡ mặt quá, biết hay lá rồi. Bà phải bà tôi khiết không? Nói quá hả? Lỡ ba đi em. Lỡ ba. Lỡ
Đi bộ đi xe. Nói luôn. Lộn ra đi. Không lộn thì sao tôi biết, lộn nó ngay cho tôi biết tôi còn quen người nào. Tự nhiên cái vô nhà người ta ai vậy, không hỏi hen với tên sao biết. Ngồi đi, ngồi chơi với bà đi. Dạ, đứng nói chuyện với mẹ con rồi cái hỏi cái ra đi vô thăm bà Ba Cánh, cái con dẫn vô á. Bà là bà nào á? Gà bán ha, gà nổi. Đói không? Đói không? Đói. Đói hả? Đói quá. Đói quá. Nhà ở đâu kìa? Nhà ở ngoài đây nè. Ngoài hay nọ bán không biết nhà bá đâu hay gì á. Hỏi gì cô đi đâu à, cô không giá hay chưa có hết rồi. Ha ha ha.